lẽ là mình đi massage hay nhưng mà không đi được Harry tráng nha. Bua lại đây chị massage cho em bu nè. Trời, chịu khó nha bu, 2 tiếng thôi. Về nhà đi làm về có chồng ngồi chờ. Sao mà chồng ngồi chờ? Ngồi đó chờ phải không? Không hồi nãy phải không? Đúng không bu? Bu nhớ nhà nhớ mẹ. Thôi nên là mẹ sẽ cho thơm cho thơm. Ở nhà cũng thơm vậy. Nó ngoan như vậy mà. Ngoan cái gì cũng chảnh lắm. Không có im lặng nha, im nha. Nè. Tôi cảm thấy hơi lo lắng về tương lai. Ngồi yên. Ngồi yên nha. Ngồi yên, ngồi yên. Chứng kiến anh chị hạnh phúc. Ngồi yên đó. Bây giờ mình làm gì đây anh ấy? Anh ấy mình thôi, mình làm gì nghỉ ngơi xíu rồi mình đi chợ đi. Cá chiên. Ồ, cá chiên hôi lắm. Nhà người ta cá chiên hôi lắm. Bò xào còn kia cũng có mùi dữ lắm. Bu ơi, tối nay bu... món này là anh đi. Món này là anh có món gì? Mấy cái đó khó mua lắm. Đơn giản, món mà đơn giản nhất. À, Harry thích ăn cà chua xào trứng. Nghe muốn ly dị luôn. Cũng được, món đơn giản thì không? Là thôi bây giờ mình đi siêu thị mua đồ. Biến quá. Muốn chết giờ hả? Làm thấy chưa, đi. Tôi nói dữ rồi không tin. Mỏi quá hả? Cần massage không? Buồn ngủ rồi đó. Rồi nha. Đúng. Mình phải đi hướng healthy. Thích ăn trái cây gì? Chen này làm lại đi. Trời ơi, trái tim. Trái tim của Harry. Ăn lê. Lê hả? Trời ơi, cẩn mẫn như luôn hả? Làm gì chi? Để coi cái nước ở trong nó nhiều không? Trời ủng hộ quá. Cái nước ở trong thì sao? Thì mình lúc mình ăn nó có bị khô quá không? Khô quá, thường thường mấy trái táo ăn nó khô, nó bị khó chịu. Ra thì sẽ có cơm nước chuẩn sẵn. Bu ơi, đi chơi nào. Kệ Thanh đi. Một người ấm con rồi. Làm việc đi. Cứ ngủ. Để cho 5 phút thư giãn. Tại hồi nãy đi ngoài đường bị sốc nhiệt á. Tin được không Bu? Con tin được không? Nhìn nè, nhìn vô mặt này. Làm biến nè.
tưởng tượng cảnh sau này Harry ẵm đứa con muốn cười quá. Ẵm con xong rồi quay qua nhìn vợ của mình đang nằm thư giãn. Harry nấu món Harry trước đi nè. Thôi cuộc sống cứ như vậy thì tối mất máy. Đi làm về xong rồi có chồng đẹp trai nấu ăn cho ăn, xong rồi ăn xong rồi được đấm bóp massage đi ngủ. Đấy là kế hoạch của Thanh ngày hôm nay hả? Trời ơi, sao lại cuộc sống hôn nhân nó sẽ vậy đó Harry ơi. Nếu người yêu của mình thích thì cũng chịu thôi. Harry ơi. Dạ, dạ. Harry á, đói rồi, sao Thanh đói rồi. Nghe cái tên Harry này khó chịu. Sao anh, gì? Có muốn em phụ làm gì không? Có. Em rửa gạo xong rồi nấu cơm đi. Nhưng mà nhìn mặt của em có vẻ là em muốn thư giãn xíu nữa phải không? Đúng vậy. Em coi chỉ đi. Nói lời thôi mà anh có vẻ thật thật tình quá. Ok. Em là một người rất là năng nổ, em không hề làm yes. Chút nào hết. Do gạo nấu cơm. Em ơi, sao em xa lạ với anh quá vậy? Bây giờ thì bên đây mình sẽ biến món đậu hũ. Đậu hũ huyền thoại của Sĩ Thanh. Cơm sắp chín rồi, mọi người ơi, mình sắp được ăn rồi. Trong lúc này nhớ mẹ lắm. Cực quá hả? Không, ý là... Anh cắt có một miếng thịt bò cho em mà anh lại nhớ mẹ rồi hả? Không phải. Thì có gì em nhớ tới anh đi. Tào lao mất mới là khách hàng nhớ tới anh. Kiểu ngôn tình mà không đúng chỗ. Mình như vậy có giống một gia đình không? Giống. Anh có thích cái kiểu mà mình ở nhà mình nấu ăn cho nhau ăn ngày không? Thích chứ. Hỏi là đừng tốn tiền á. Hả? Hỏi là đừng tốn tiền. Sao mình làm món này cực khổ thế mà. Mà em có thể làm cái món nhìn xuất sắc như vậy trong trong vòng 5 phút vậy? Đúng rồi, anh là hơi bị chuyên nghiệp luôn đó. Wow. Ok. Xin mời. Xin mời. Được. Ăn được không? Được. Đúng là thanh tịnh. Tại vì nó không có một chút gia vị gì hết. Anh không có gia vị. Anh, cái gia vị duy nhất anh bỏ là tội thôi. Wow. Bình thường anh chỉ ăn vậy à. Anh nghĩ là từ sáng tới bây giờ thì em cũng biết là anh là một người nhạt nhẽo như thế nào. Em thấy sự nhạt nhẽo đó rất rõ ràng rồi. Rất rõ ràng đúng không? Ok, em là một người rất là đậm đà. Ok. Ok không? Yes, I do. Vậy anh có thích món của em không vậy? Anh thích lắm luôn á. Thiệt không? Thiệt, thề. Anh có thể ăn hết nguyên cái loại cơm đó. Mình với cái này. Như này thôi. Sau ngày hôm nay anh quyết định chuyện bếp, mai mốt là giao cho em hết 100%. Quá hợp lý rồi còn gì. Nhìn rõ ràng thế này. Đi vô lòng của đàn ông nhất là được bao tử. Chính xác. Đúng không, đúng không? Không ngờ chưa? Bây giờ đấm chén bát này ai sẽ rửa? Em đi anh ngắm em chứ được. Sao vậy? Em đẹp quá. Anh có ngắm, anh cắt em bao nhiêu em cũng sẽ không rửa. Anh khỏi diễn xịt cỏ chiêu đó nữa. Thế vì để công bằng mình sẽ chơi một trò chơi. Trò chơi gì? Rất thú vị. Bánh tù xì. Nhạt nhẽo quá hả? Thiệt. Không. Chúc mừng em đã ngày càng nhạt nhẽo như anh rồi đó.